Mình phải làm cách nào thì Mỹ Ngọc mới cho mình rời khỏi đây? Làm cách nào để rời khỏi đây mà gây ít tổn thương nhất cho mọi người? Mục đích mà mình có mặt trong ngôi nhà này cũng đã đủ làm tổn thương mọi người rồi. Cô bị sao vậy? Đứng tay rồi hả? Lại đây, nhanh lên, họ ra đây. Ôi da. Họ xuống. Anh bóp tay tôi mạnh quá, đau quá. Để tôi coi, phải làm như vậy mới ngăn máu chảy được. Bây giờ cô giữ chặt vết thương giúp tôi nha, đợi tôi chút. Ráng chịu đau chút đi. Trước khi băng lại phải rửa sạch vết thương để tránh nhiễm trùng. Ráng một chút, cố chịu đựng đi. Đỡ đau chưa? Ráng chịu chút đi, không sao nữa rồi. Nhưng mà cô nhớ phải cẩn thận đó. Tốt nhất là đừng có làm gì động tới vết thương, coi chừng nó chảy máu lại đó. Cảm ơn anh. Dì Tư đâu mà để cô xuống bếp vậy? Tại tôi dành với dì Tư á. Không phải tôi vụng về đâu, chỉ tại vì tôi... Tại cô không tập trung làm chuyện này mà nghĩ tới chuyện khác, đúng không? Sao anh biết vậy? Cô lúc nào cũng vậy, ai mà không biết. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi, để đó lát chị Tư làm tiếp. Mình lại nợ ảnh một món nợ ân tình nữa rồi. Nói ra thì có vẻ nghe thật nhẫn tâm, nhưng tôi thực sự rất mừng vì người bệnh không phải là Khánh Hà. Con người vốn là như vậy mà. Người xa lạ thì làm sao có thể so sánh được với người thân hay là bạn bè được. Đâu có ai có thể ôm đầm hết cả nhân loại. Đứa bé đó là cháu của người Khánh Hà yêu, chắc là cô ấy đau lòng lắm. Dĩ nhiên rồi, Khánh Hà thật là xui xẻo. Vừa mới vui vẻ trong tình yêu không được bao lâu á, thì gặp phải chuyện này rồi. Hy vọng là sẽ tìm được ba của đứa bé, thì người yêu của Khánh Hà đỡ nặng lòng lo. Ông Ráng giúp giùm Khánh Hà, có gì cần đến tôi, ông cứ nói nha. Ông yên tâm đi, tôi biết rồi. Nè, từ khi nào mà ông có sở thích nấu ăn này vậy? Tôi mua làm quà tặng thôi. Quà tặng? Nhưng mà ông tặng cho ai vậy? Ông nhiều chuyện quá. Tặng cho ai vậy ta? Nè, ăn đi em. Dạ. Nè. Cũng. Chị Tư đâu rồi?
Thành Vân, cô có thấy dì Tư đâu không? Anh hỏi vậy có phải tốt hơn không? Dì Tư không được khỏe cho nên đi ngủ sớm rồi. Anh cần gì hả? Để tôi làm cho. Cái này cô có bỏ đâu bỏ giùm tôi được không? Được chứ. Còn mấy cuốn này cô có cần thì cứ giữ lấy coi. Trời, anh cũng đọc mấy cuốn sách này nữa hả? Không, tôi không có đọc. Tôi cũng không biết sao tự nhiên nó nằm trong phòng của tôi nữa. Vậy anh cho tôi nha. Tôi thích lắm á. Cô thích thì cứ giữ đi. Với lại tôi cũng có rất nhiều sách tiểu thuyết văn học để ở trong phòng đó. Nếu mà cô cần thì hôm nào tôi đưa cô đọc. Cô đọc xong rồi thì kể lại cho Mỹ Ngọc nghe. Ừ, cảm ơn anh trước. Tôi mê đọc tiểu thuyết lắm á. Nhất định anh phải cho tôi mượn nha. Tôi kỹ tính lắm á. Chắc chắn sẽ không làm hư hay là làm rách sách của anh đâu. Nhưng có khi làm cháy hả? Anh nhỏ mọn mà còn thuộc dai nữa chứ. Tôi lỡ làm cháy áo của anh, tôi đã chấp nhận trừ lương rồi mà anh còn nhắc hoài. Tôi đã trừ chưa? Chưa. Thì cái đó anh biểu. Chị hai, ở trên tivi á, người ta chạy xe đạp kìa. Chị hai có biết chạy xe đạp không? Trời ơi, biết chứ. Chị hai giỏi lắm luôn á. Nhà chị hai ở trên núi mà. Em không biết sao chị hay đạp xe đi học lắm luôn á. Không có con dốc nào mà chị dẫn bộ đâu nha. Trời ơi, có mấy bữa nổi hứng rồi, chị còn đua xe với mấy thằng nam nữa đó. Thắng kết không? Quả là tụi nó thua, chị thắng. Thế chị dữ không? Chị hai dữ quá, hay quá à. Còn anh hai biết chạy xe đạp không? À mà quên, anh hai em á chạy cái xe gì mà ủn vậy nè, hay lắm á. anh hai giỏi dễ sợ luôn. Chị hai dạy cho em chạy xe đạp nha. Cái này thì anh hai cho chị hai tập em chạy xe đạp nha. Em cho anh hai nguyên dĩa bánh luôn nè. Thôi được rồi, anh hai hứa nha, mong éo. Yeah, anh hai cho rồi. Mình tập xe đạp nha, dạy em nha.